Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 9 tháng 9 tại số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Sau tiếng động lớn ở sảnh chung cư, người dân phát hiện hai thi thể trong tình trạng không nguyên vẹn. Ghi nhận tại hiện trường lúc 23 giờ 45 phút, thi thể nạn nhân đã được đưa đi, lực lượng chức năng dựng hàng rào barrier tiến hành khám nghiệm hiện trường. Phía bên ngoài khá nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi, chỉ đến khi lực lượng chức năng tới, đám đông mới chịu di chuyển. Cùng ngày, lãnh đạo công an phường Ngọc Khánh cho hay, ban quản lý tòa nhà cùng lực lượng chức năng đang rà soát các căn hộ. Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.